người mình mới đi làm ra hôm nay là ngày thứ tư nha. Ngày mai là lễ tạ ơn. Mình chúc những cô chú anh chị và các bạn ở Mỹ một lễ tạ ơn vui vẻ ha. Thì hôm nay mình mới nhận được cái review và được tăng lương. Cái review cuối năm là cái kiểu như đánh giá sức lực làm việc, phải đánh giá cái khả năng làm việc của mình á. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái lương kế toán hiện giờ ở Mỹ như thế nào. Không, mỗi thành phố thì cái mức lương nó khác nhau các bạn ơi. Tuy nhiên ở thành phố của mình á, thì nói chung là cái lương nó thấp hơn những thành phố khác. Một số thành phố lớn như là ở tiểu bang California này, nó có nhiều thành phố thì lương nó cao hơn nhiều. Và mình làm việc ở đây thì được những cái quyền lợi gì công ty cho mình nha. Thì mình được tăng $1 một giờ. Thì mình thật ra là làm nó không phải làm theo giờ mà làm gọi là cái salary các bạn. Và năm ngoái á thì mình được bây giờ mình đang ấy vào hai quay các bạn ơi, mình chút nha. Thôi nói chuyện nữa nó sợ đụng xe. Ok, thì năm ngoái lương của mình á là một năm á các bạn là $52,000. $52,000 có nghĩa là một tuần là được $1,000, đó là chưa thuế nha các bạn. Còn bữa nay được tăng lương là được tăng thêm $1 nữa, có nghĩa là một năm là được thành $54,080. Thì mình nói $54,000 cho nó chẳng đi ha. $54,000 mà đổi ra tiếng Việt á, vị trí là 1 tỷ 227 triệu đồng, 1 tỷ 227 triệu nha các bạn, đó là chưa thuế ha. Thì nếu mà sau thuế rồi á, một tuần ví dụ một tuần mình làm $1,000 thì mình chỉ đem về nhà được là $700 thôi, tại vì đóng thuế hết $300 mấy các bạn, đóng thuế rồi bỏ thêm một ít tiền vào cái tài khoản nghỉ hưu của mình. Thì mình một tuần á thì mình bỏ vào là $60. Còn công ty của mình á có thêm $30 nữa, có nghĩa là một tuần là mình được $90 vào cái tài khoản nghỉ hưu của mình. Đó là tài khoản nghỉ hưu, là tiền riêng của mình nha. Có cái tiền sau này nghỉ hưu mà chính phủ trả nữa là tiền đó là tiền an sinh xã hội hay là khác đó. Và làm việc công ty mình thì được những cái quyền lợi gì, đó là hiện tại là mình được vacation cái ngày lễ, mấy cái ngày lễ quốc gia đó, không nói rồi, là mình được khoảng 7 ngày 8 ngày gì đó. Còn mấy cái vacation của mình á là được 2 tuần, rồi còn được thêm 4 ngày gọi là personal days, có nghĩa là một năm công ty cho 4 ngày nữa để mà kiểu như đau ốm đi bác sĩ gì á, cần đi thì dùng 4 cái ngày đó, hoặc là mình có thể dùng cái vacation day của mình. Thì nói tóm lại á, một năm nghỉ thì cũng được vacation day, rồi personal day, rồi holiday nữa, thì cũng được khoảng là 4 tuần đó các bạn đó. Rồi công ty mình cũng có trả bảo hiểm y tế cho mình, nhưng mà công ty trả một nửa, mình trả một nửa. Như vậy thôi các bạn, như vậy thôi. Thì nói chung mình định là nhờ sếp mình, là nói sếp mình là tăng lương cho mình là thành $55,000, nhưng mà mình nghĩ như thôi, thời buổi này mặc dù là nhân công người ta thiếu rồi các bạn, nhưng mà kiểu mình cũng muốn làm ở chỗ này lâu dài nữa, nếu kiểu như mình tham lam quá thì nó cũng không có hay. Và mình cũng có, trước khi mà cái cuộc review này thì mình cũng có lên mạng mình tra cái mức lương ở thành phố của mình rồi, mức lương khoảng ngang trình độ của mình với bằng cấp của mình, bằng cấp 4 năm, kinh nghiệm cũng được 4-5 năm, thì lương cũng là 55,700 đó. Mà mình nghĩ thôi, bây giờ mình nhận 54,000 cũng được, nói chung thấp hơn một tỷ cũng được. Thì
ngoài ra sếp mình cũng có nhận xét là mình làm việc là rất là tốt, rất là có tâm đó, hoàn thành công việc rất là tốt, và bà hy vọng là mình sẽ ở làm ở công ty lâu dài. Thì các bạn biết sau 5 năm sau khi làm việc ở đây 5 năm là sẽ được tăng thêm một tuần nghỉ lễ nữa, thì từ 2 tuần sẽ được lên tăng lên 3 tuần nha các bạn đó. Thì mình làm đây cũng được 1 năm nữa ta, 2 năm 3 năm cũng, đúng rồi bạn, 2 năm thì nói chung mình hạnh phúc với cái công ty này các bạn. Bà sếp của mình đó, bà không có khắt khe, thật sự mình thấy rất là ngưỡng mộ cho con cái tính mình mà làm sếp và chắc hai sụp nổi các bạn ơi. Người mình chỉ lý khắt khe mệt lắm, mình không làm sếp đó mà nhiều khi mình có cái việc gì mà mình nghĩ nên sửa đổi là mình nói thẳng với bà sếp luôn, kiểu như có bị á. Mà người ta làm sếp cũng khổ các bạn ơi, người ta kiểu như bà làm rất là nhiều giờ, còn mình làm hết giờ là mình về thôi, mình không có làm thêm giờ đâu, mệt. Mới vào công ty thì lương là bắt đầu là được 50 ngàn, làm hết 1 năm rồi thì được 52 ngàn, bây giờ làm thêm 1 năm nữa thì được 54 ngàn, thì cứ mỗi năm mỗi tăng lên như vậy thôi các bạn. Kiểu như làm pháp thì người ta phải tăng lương cho mình. Nói chung mình cũng thấy rất là may mắn rồi, mặc dù không phải lương không phải là 7-80 ngàn đô, 100 ngàn đô này nọ, nhưng mà mình sống tiết kiệm, thì nói chung là vợ chồng mình một tháng cũng tiết kiệm được khoảng 3 ngàn đô các bạn ơi, sau khi trả tiền ăn, tiền uống, tiền thuế căn hộ, rồi tiền điện tiền này nọ, thì còn dư lại khoảng 3 ngàn đô một tháng, 10 tháng thì cũng được 30 ngàn đó, thì một năm thì cũng được khoảng là 36 ngàn. Tiết kiệm một năm 36 ngàn kể ra nó còn không có nhiều các bạn ơi, nhưng mà mình biết chấp nhận những gì mình có là hạnh phúc rồi. Dù sao làm việc ở văn phòng nó cũng sướng hơn là phải làm việc tay chân mọi người ơi. Mình thấy mấy cái anh chị làm ngoài xưởng làm cực khổ, mà tiếng ồn cũng nhiều bên này nó kiểu như nóng này, mùa hè nóng các bạn, mà lương người ta có biết sao không, 15-16 đô một giờ thôi à đó. Thì mình khi mà mới học xong đại học á, kế toán người ta nói ra kiếm việc đầy giá trong vậy rất là khó, mà sau được nhận bố cái chỗ CPA làm thuế làm đô á các bạn. Mình nói về cái ông sếp chứ, mình nói không cần trả tiền nhiều cho tôi đâu, tại vì khi đó là kiểu như là mình là tuyệt vọng rồi đó nha, mình là trả bao nhiêu mình cũng làm hết ra, tại vì mình chỉ cần lấy kinh nghiệm thôi. Thì ông trả cho mình 40 đô, không phải 40 đô mà 40 ngàn đô một năm. Rồi năm thứ hai là ông thấy mình làm việc chăm chỉ các bạn, tôi nói làm nhiều khi 90 giờ chưa về nữa, thì ông chăm chỉ, thấy chăm chỉ ông tăng lên, mình cũng nhớ ông tăng lên bao nhiêu nữa, ông tăng lên 48 ngàn à. Ông tăng 8 ngàn tại vì ông thấy mình làm chăm chỉ quá. Mà làm chăm chỉ quá mấy cái người đồng nghiệp người ta nói đừng có làm nhiều giờ quá dài, mà khi đó mình mới ra trường mình đâu có biết đâu các bạn, mình kiểu như mình muốn học hỏi và muốn biết thiệt nhiều á, thì làm rất là nhiều giờ. Mà tao nói làm năm đầu là thấy vui vẻ, mà tới năm thứ hai thứ ba là tao nói bực bội ghê luôn các bạn, tại vì cái ông chủ này thật ra ông cũng kéo kiệt, mà làm thuế tao nói mình làm nhiều giờ ghê lắm các bạn ơi. Bởi vậy gặp cái tính mình nó ngang nữa, tới khi mình hiểu ra sự đời một chút rồi là mình bắt đầu yêu cầu hạt sách kiểu như yêu cầu tăng thêm ngày nghỉ vậy mấy nay nọ nữa đó. Thì sau này chẳng làm cho CPA, chẳng làm thuế quá rồi thì mới đi xin công việc ở những cái công ty khác nhỏ nhỏ hơn chút, làm công ty nhỏ như vậy mà nó thoải mái hơn làm những cái công ty lớn các bạn ơi. Các bạn mà làm, bạn nào đi làm mấy công ty đá quốc gia này nọ là nó coi mình không ra gì đâu, tại vì công nhân viên nó nhiều quá các bạn. Kiểu như mình làm công ty nhỏ là người ta quan tâm mình hơn, người ta trọng dụng mình hơn. Thì hiện giờ công ty mình có 3 người kế toán,
ba sếp của mình với thêm một cái cô ấy nữa. Thì cái cô đó thì không có bằng cấp nhưng mà làm ở công ty cũng hình như mười mấy năm rồi á. Còn ba sếp mình thì làm việc ở nhà, ba làm việc từ nhà tại vì ba mới chuyển nhà, mới mua một cái nhà ở cái thành phố khác 3 tiếng đồng hồ lái xe lần, cho nên ba làm việc ở nhà. Còn mình là cái người duy nhất mà làm việc trong công ty, người kế toán duy nhất mà có mặt trong công ty đó. Thì là trong công việc của mình dạo này nó cũng hơi bận rộn tại vì năm vừa rồi có cho một cô làm cũng phải kế toán mà gọi là ARP, cô mà trả tiền với đôi nợ khách hàng với trả tiền bill này nọ. Cô đó nghỉ thì mình phải làm một số công việc của cô đó cho nên cũng rất là bận rộn, nhưng mà không sao vì chúng có việc làm là ok rồi. Nghỉ ở Việt Nam mình làm thì làm gì một giờ mà được 26 đô đúng không mọi người, một tuần thì làm gì mà kiếm ra được 700-800 đô. Nói chung cũng có mấy người họ làm công việc ngon lành thì họ cũng kiếm được nhiều hơn thế, nhưng mà nhìn chung thì nói chung mình cũng may mắn hơn nhiều người cho nên mình cũng không than vãn. Mình về tới nhà rồi thì cuối tuần này được nghỉ 4 ngày rồi, mình xin nghỉ thêm ngày thứ hai nữa để mà đi thử cái nập chứng. Thì có một số anh chị cũng hỏi mình về kế toán ở bên Mỹ này nọ. Thì nói chung làm việc thì chỗ nào cũng như nhau, tuy nhiên bên Mỹ thì nó cái môi trường nó hơi khác cho nên nó cũng khác với Việt Nam. Làm bên Mỹ thì không ít khi bị chèn ép là các bạn, trừ phí là kiểu như mấy cái công ty mà nó cạnh tranh nhau của các bạn, ví dụ như người ta cạnh tranh để mà người ta lên chức hoặc là được tăng lương cao hơn á. Mình thật sự mình không có thích mấy cái công ty đó đâu, mình con người mình không có thích cạnh tranh, mình cứ thích làm việc của mình cho tốt thôi, còn ai làm gì thì làm. Và thật ra thì nói để mà làm được cho công ty với Mỹ thì cái học vốn tiếng Anh của mình cũng phải là tốt các bạn, chứ kiểu mà mình hiểu người ta nói thì mình hiểu được, còn mà mình nói lại nói không được thì cũng là một vấn đề. Cho nên có một số bạn học sinh bên Việt Nam mà đi qua Mỹ học du học rồi học kinh tế hoặc là kế toán hoặc mấy cái ngành khác, nhưng mà tới khi ra xin việc là không có người nhận, là tại vì là kiểu như cái khả năng nói nó không có hay, vậy phát âm nó chưa có hay, vậy kiểu như cái ngôn ngữ nó còn không phải là còn ít, nhưng mà có thể người ta hiểu rất là nhiều nhưng mà người ta không có nói hay như là những cái người Mỹ khác mà các bạn biết á. Có một thời gian cái ngành kế toán là ngay cả người bản xứ bản địa ra mà người ta đi xin việc còn khó nữa, chứ huống gì mà nói người nước ngoài mà đi xin việc ở bên này. Thì bởi vậy mình mà tìm được cái chỗ mà làm thích hợp á, mà kiểu như đối xử với mình tốt á, thì mình cũng cố gắng làm việc cho tốt cho người ta trong dòng thế hơn. Chứ kiểu mà làm mà đặc biệt làm kế toán nữa phải chú ý đến chi tiết các bạn ơi, người ta nói sai một con số bồ một con trâu, làm kiểu như làm trong công ty mà ví dụ cái gì mà quan trọng á là mình phải ghi xuống để sau này lỡ mà có chuyện gì xảy ra là mình còn có cái bằng chứng đó là chuyện gì xảy ra thôi. Nhiều khi ví dụ cái chuyện gì đó xảy ra 2 năm trước và tới khi người ta đã điều tra bây giờ thì không ghi xuống là không có nhớ là cái chuyện gì xảy ra 2 năm trước đâu. Bởi vậy các bạn thấy có một số người mà kiểu như làm trưởng phòng kế toán hoặc làm CFO mà kiểu như gian lận hoặc là chủ vẽ biểu làm cái này cái kia thì làm như vậy, nhưng mà kiểu như trái pháp luật các bạn. Tới khi cũng có nhiều trường hợp mấy ông CFO bị đi tù rồi các bạn. Cho nên mình muốn làm cái chức vụ nhỏ thôi, không còn muốn làm sếp, tại vì làm sếp nó rất là cực, mà có cái chuyện gì xảy ra là người ta cau đầu sếp chứ người ta không cau đầu nhân viên đâu nha. Trừ khi mà nhân viên kiểu như ăn chăn ăn bực về gian lận thì người ta cau đầu thôi, chứ còn mình làm việc đàng hoàng thì người ta làm sao mà cau đầu mình được.
Vậy vậy làm con tép con tôm mà sống yên ổn qua ngày là được rồi mọi người ơi. Ông chồng mình thì chưa có review. Không biết năm nay năm sau ông được tăng lương bao nhiêu ông chưa. Ông chưa có ấy. Thôi mình vào nhà rồi nha. Chúc một lần nữa chúc mọi người ở Mỹ một Thanksgiving vui vẻ ha. Bye.